Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức chọn lọc. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới nhất hàng ngày. Toyota Highlander XSE 2021 mới thể thao hơn. Toyota Highlander đang được nâng cấp và đến nay chiếc crossover 3 hàng đã xuất hiện với biến thể XSE 2021 hoàn toàn mới với vẻ ngoài thể thao hơn. Dòng sản phẩm Toyota Highlander đang được nâng cấp và đến nay chiếc crossover 3 hàng đã xuất hiện với biến thể XSE 2021 hoàn toàn mới với những đường nét thể thao hơn. Theo bước chân của Camry XSE, Highlander nổi bật với thiết kế phía trước với lưới tản nhiệt được sửa đổi và các khe hút gió lớn hơn được đặt ở vị trí thấp. Phiên bản này cũng nhận được hệ thống chiếu sáng màu và một cánh lướt gió kim loại. Nhờ những đường cong mềm mại tinh tế, chiếc crossover đã trở nên thể thao hơn cùng các điểm nhấn màu đen cá tính. Người mua cũng sẽ tìm thấy giải ốp sườn xe mới, viền cửa sổ và nắp gương màu đen ở phía trên là đường dây máy màu đen và hệ thống ống xả kép mạ chrome ở phía sau. Những cải tiến trên phiên bản Highlander XSE là rất đáng kể bên cạnh sự nâng cấp của hệ thống treo thể thao hơn, hệ thống giảm sóc, lò xo so, và thanh cân bằng phía sau. Hệ thống lái trợ lực điện cũng đã được hiệu chỉnh lại để mang lại cảm giác chân thực hơn cho khách hàng. Một điều không thay đổi là động cơ 3.5 lít của chiếc Crossoft với công suất 295 mã lực và mô men xoắn cực đại 356 Nm. Nó được ghép nối với hộp số tự động 8 cấp kết hợp hệ dẫn động 4 bánh. Chiếc xe trang bị bộ mâm hợp kim 20 inch độc quyền với các điểm nhấn màu đen kết hợp với lốp Bridgestone. Không có nhiều thay đổi về nội thất. Xe vẫn giữ nguyên được các điểm cộng của nó như hệ thống ánh sáng xung quanh. Trang trí sợi carbon giả và ghế soft tech màu đen chèn vải. Khách hàng cũng có thể lựa chọn nội thất hai tông, màu với màu da đen và đỏ cũng như khâu màu đỏ tương phản. Toyota Highlander XSE 2021 sẽ được ra mắt vào mùa thu này và có sự khác biệt với dòng XLE và Limited Toyota, đã không đề cập đến giá cả. Tuy nhiên mức giá dự kiến của nó vào khoảng 42.000 đô la khoảng 974 triệu đồng, mặc dù mức giá khá lớn nhưng công ty hy vọng khoảng 12% người mua của Highlander sẽ lựa chọn XSE tôi tuy to xác nhưng học rốt nên đọc không chuẩn xin hãy thứ lỗi cho tôi